Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Và hiện tại kênh Tuấn YouTube của Tuấn Mô Tô thì chuyên mua bán ha, tất cả các loại các dòng xe mô tô ha. Phân khối lớn, phân khối nhỏ nghe anh em, những dòng xe đã qua sử dụng ha, những dòng xe ring, những dòng xe lướt. Đặc biệt hôm nay thì bên Tuấn Mô Tô xin gửi đến anh em một siêu phẩm. Con này là con Honda Shadow 150. Con này là đời 2011, biển số thành phố ha. Hiện tại chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên luôn, nên anh em mua về anh em sang tên vô tư nha. Con này thì bên cửa hàng mới vừa về, con này thì màu đỏ. Em thấy con này thì khá là đẹp và liền lạc anh em. Anh em nào có cần mua những dòng Honda Shadow 150 này thì anh em liên lạc cho em. Mấy con này thì anh em chạy rất là đỉnh rồi. Đó, mấy con này thì nói chung là nó rất là ok và thị trường Việt Nam mình anh em, rất là nhiều anh em thích mấy dòng này. Vì đa số những con này Honda này thì nó chạy khá là bền luôn và nó cực kỳ ok anh em. Kiểu dáng nó khá là đẹp luôn. Đó, lợi xăng 150cc nữa. Kiểu dáng này thì rất là thích hợp cho mọi lứa tuổi luôn anh em. Lứa tuổi nào anh em đi cũng được hết. Trẻ trung thì cũng vẫn ok, mà anh em lớn lớn tuổi anh em đi con này cũng khá là sang luôn. Con này thì vỏ trước vỏ sau thì em thấy còn khá là ok. Vỏ thì vỏ không rục. Đó, vỏ thì còn khá là ok. Nhông trên đĩa thì nhông trên đĩa mới rồi anh em. Anh em yên tâm. Máy con này thì nguyên ring. Con này thì không có độ chế gì hết nha. Con này biển số thành phố. Đó, bô bọc là nguyên ring hết anh em, xe là vẫn còn chắc ring của nó hết, kiến hậu vẫn còn theo xe luôn, cẳng chống đổ rồi chỉ là cẳng dựa rồi là ok hết anh em. Mấy con này thì thấp chứ không có cao, 1m50, 1m55 là anh em đi vô tư nha. Đây, anh em mình để ý ha, 1m50, 1m55 là anh em ngồi vô tư đây nè, thấp chứ không có cao. Con này thì chạy nó cao ráo anh em, nó không có giống như những con Rebel. Nếu như anh em nào mà mua Rebel thì anh em nên mua mấy con này, anh em chạy nó đỉnh hơn, nó đỉnh hơn, nó chất lượng hơn nha. Nó chất lượng hơn rất là nhiều hơn mấy con Rebel. Đó, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc. Và giá hiện tại con này thì cũng rất là hợp lý cho anh em luôn. Giá hầu như là bên em bán xe là công báo giá đầy đủ cho anh em luôn, để cảm thấy anh em nào cũng thấy thích hợp thì anh em mua. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 48 triệu ha, 48 triệu. Anh em nào mà có cần mua thì anh em nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá con xe này. Số điện thoại là 0369 669 659. Hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt bên Tuấn Mô Tô bán xe là có ship xe đi các tỉnh cho anh em mình luôn. Nếu như anh em nằm ở xa, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về tận nơi cho anh em mình luôn nha. Đó, anh em mình để ý ha. Con này máy nè, bình đề gàng đàng đầy đủ anh em. Bô ring của nó luôn anh em, chưa có làm gì hết. Máy móc là nguyên ring, Honda Shadow 150. Và thanh này thì vẫn còn nguyên ring nha. Rất là mới và rất là đẹp luôn. Đó, bình càng đèn xi nhanh rồi đầy đủ hết. Anh em mua về những con như vậy thì anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, và anh em mình không cần làm thêm bất kỳ một cái gì nha. Đó, anh em mình xem video thì anh em nhớ ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like và một lượt chia sẻ video nha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau, là một con Honda Master 3 màu đen. Video sau em sẽ giới thiệu cho anh em, và anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau. Rồi, và sau đây em sẽ tiến lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này nó chất lượng như thế nào, giá của nó 48 triệu nó có hợp lý hay không. Anh em nào cần mua thì anh em nhận tay liên lạc cho em. Và số điện thoại trên bên trên thì có Zalo luôn nha. Số điện thoại bên trên thì có Zalo luôn. Anh em cứ việc kết bạn Zalo ha. Số điện thoại em có để cho màn hình luôn, địa chỉ rõ ràng anh em. Nếu như anh em nào cần mua thì anh em gái địa chỉ ủng hộ ha. Gần Tết rồi anh em, cũng có nhiều à. Anh em cần mua xe để đi làm đi chơi này kia thì anh em chưa có xe thì anh em ghé ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Đó, con xe này thì cũng mới vừa về tại cửa hàng thôi, cũng tranh thủ quay và giới thiệu cho anh em xem. Dòng Honda Shadow này thì nói chung là anh em chạy là rất là đỉnh rồi, quá đỉnh luôn, kiểu dáng đẹp, giá tiền hợp lý luôn. Con này thì nói chung là rất là ok. Vậy và sau đây em sẽ tiến lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này. Đó, để anh em mình cần thì anh em nhanh tay liên lạc cho em ha, để mình chốt giá nha. Rồi, và em sẽ chạy thử một vòng cho anh em mình xem con xe. Con xe này thì hộp số của nó thì 5 số nha. Hộp số của nó thì 5 số, côn tai. Nó rất là nhẹ nổ ha. Đất chạy rất là phải này. Đây, vô số 1 anh em bốc vô lại, anh em vô số 1 chậm đi trước ha. Rồi anh em đi ra nó sẽ chạy thôi. Đó, anh em để ý ha. Đây, chạy khá là mạnh luôn. Mấy dòng này thì chạy anh em ngồi chạy nó rất là khỏe anh em, nó cao ráo lắm. Anh em ngồi anh em chạy rất là khỏe nha. Rồi, anh em để ý ha. Đây. Đó. Đó, anh em ngồi anh em chạy rất là khỏe luôn. Đó. Đó, anh em nhìn ha nè.
Anh em bấm đăng ký kênh nha để theo dõi video sau là con Honda Master 3 video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Anh em bỏ ra tiền anh em mua những con rebel ha, thì anh em nên chọn những con xe này thì anh em trả nó rất ok hơn. Đó, anh em mình để ý nha, anh em mua rebel hoặc những dòng xe gì đó thì những dòng xe phân bo có bốn mấy triệu thì anh em mua mấy con này anh em chạy nó rất là đỉnh luôn, nó cực kỳ đỉnh anh em. Đó, anh em để ý ha, đây đó, anh em thấy không, số của nó rất là nhẹ luôn, garanti nó cũng khá là nhuyễn anh em, rất cực kỳ nhuyễn luôn. Đó, xe này rất là đẹp. Đó, anh em mua thì anh em nhanh tay liên lạc cho em. Đồ xi nữa nó còn rất là bóng luôn anh em, rất là bóng nha. Đó. Đấy, đầu tiên thì em sẽ quay sơ một vòng chiếc xe cho anh em mình xem để anh em mình tham khảo, anh em nào có cần mua thì anh em liên lạc nha. Đây, xe này là xe ring nha, Honda Shadow 150, dòng xe của Honda, biển số thành phố ha. Đây, xe khá là đẹp. Đó, kính hậu đồ xe là chất ring nha. Đó, không máy móc là không có làm ha, dàn ngòi là không có độ chế gì hết, nước sơn là nước sơn ring. Đó, kính hậu là vẫn còn ring theo xe luôn, cản chống đổ nè, cản dựa nè. Đó, anh em nhìn ha, đồ xi mở chrome trên xe cũng còn nguyên luôn, rất là sáng ha. Đó. Đó, anh em xem, anh em nào cũng thấy ưng ý nha, thích những dòng này thì anh em liên lạc cho em. Vì hiện tại những dòng này ở thị trường giờ nó rất là hiếm anh em. Đa số có xe là hầu như là người ta mua về là đa số người ta sử dụng hết, nên là ít có bán lại lắm. Nhưng ở thị trường mấy dòng xe này nó cực kỳ hiếm. Đó, anh em để ý nha. Mà khi anh em nào mà đã sử dụng xe này thì anh em đánh giá cho em một cái đi, nó quá chất lượng luôn. Đó, anh em xem một xe đó. Tư thế con Shadow 150 này anh em ngồi anh em đi xa rất là khỏe luôn. Đó, đi xa rất là khỏe. Nhông trên đĩa thì nhông trên đĩa mới ha, anh em để ý nha, nhông trên đĩa mới luôn. Đó, anh em mình tham khảo. Xíu này em sẽ quay sát cho anh em xem. Đây, những thanh cẩn dựa rồi anh em nhìn ha. Đồ xi rất là bóng luôn, lốc máy rất là sạch sẽ. Ốc tán thì vẫn còn bảy màu, rất là đẹp nha. Ốc còn rất là mới nha anh em. Bi đông tay lái cao, anh em ngồi chạy rất là thoải mái luôn. Kiến hậu riêng theo xe thì anh em ngồi anh em quan sát phía sau rất là tỏ. Đó, anh em mình để ý ha. Đó. Những con xe như vậy thì anh em mua về anh em chỉ việc đi và sử dụng thôi, anh em mình để ý nha. Đó. Hiện tại cửa hàng Minh Tuấn Mô Tô còn khá là nhiều các dòng xe mô tô để cho anh em mình lựa chọn đó anh em. Anh em nào mà có cần mua những dòng xe nào thì anh em cứ ghé lại địa chỉ cửa hàng anh em để anh em xem xe. Đó, trực tiếp tại cửa hàng. Còn nếu như anh em nào mà ở xa, anh em tin tưởng anh em không có điều kiện ghé lại cửa hàng thì Minh Tuấn Mô Tô sẽ ship xe về cho anh em luôn, tận nơi về cho anh em luôn. Đó, anh em mình để ý nha. Dòng Honda Shadow này nó thẳng bên em chờ ở thị trường nó cực kỳ hiếm luôn anh em, nó rất là hiếm anh em để ý nha. Đó, nên anh em nào có cần mua thì anh em cứ ghé lại địa chỉ cửa hàng bên em để xem xe trực tiếp. Đây. Đây. Về phần đồ xi của nó thì em sẽ quay sơ một dòng bánh trước cho anh em xem. Bánh trước nước sơn thì màu đỏ, nước sơn ring nha. Nước sơn ring màu đỏ. Đó, đồ đẹp nè, có gắn thêm mình một cây gắn cờ luôn. Đó, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Thắng địa trước. Giỏ thì giỏ không rụt, giỏ thì giỏ của nó là 90-90-18. Đây, 90-90-18 thì chiếc xe nó cao ráo cho anh em. Nhưng mà cao ráo chứ không phải là cao đâu nha, anh em ngồi chống chân vô tư nha. Đó, giỏ nè, gai gió là vẫn còn theo xe, còn ring. Đó, gai còn rất là tốt luôn. Giỏ này thì anh em đi vô tư nha. Đây, giỏ này khá là ok. Đấy, giỏ này thì anh em đi vô tư nha, anh em không có lo gì mà rồi thay giỏ thay này thay kia nha. Đó. Về phần phía trước xi nhan của nó là nguyên ring. Đó, đèn đồ ring hết nha anh em. Đây, rất là sáng. Đó, quay luôn bên này cho anh em xem. Đó. Dây nhợ, dây điện đồ là theo xe hết, không có chắp nối vá gì hết, băng keo gì hết. Đây, em quay rất là kỹ, rất là từ từ tỉ mỉ cho anh em mình xem, để anh em mình xem. Nhiều lúc anh em ở xa đó, anh em không có điều kiện thì anh em cứ việc xem video thì em sẽ chốt xe thì em sẽ ship cho anh em. Này. Đó, về phần máy móc ha, đồ nó rất là đẹp. Lốc máy Honda, con này thì hộp số của nó là 5 số nha. Nó 150 thì nó nào 5 số ha. Bên cửa hàng Tuấn Mô Tô còn nhiều những dòng xe để cho anh em mình lựa chọn nha. Suzuki GD nè, Honda Master 2, Master 3 nè, rất là nhiều. Đó, anh em cứ việc đăng ký kênh ha, rồi anh em vô đó anh em xem. Đồ xi mạ chrome con xe này nè, cực kỳ bóng luôn anh em. Nhìn nước sơn là nước sơn ring nha. Tem Shadow
Đó. 150, đây là ký hiệu của nó, 150. Đó, em để ý ha. Đây là khóa xăng nè, em đang chạy ống dưới ha, em mình để ý. Mà trên này thì ống trên. Ống trên thì cái nắp nó cao hơn nè, mũi tên nè. Còn ống dưới này anh em thấy không? Thì mình mũi tên nó vay xuống ống dưới thì mình đang chạy ống dưới. Còn nếu như anh em thích chạy ống trên thì anh em cứ vay mũi tên nè. Nó vay lên ống trên thì anh em chạy ống trên. Đó, em thì thích ống dưới để chạy chạy cho nó hết xăng luôn. Rồi, máy móc sạch sẽ nha, đồ rất là đẹp, ốc tán thì em thấy cũng còn khá là mới luôn. Đó, có cản chống đổ theo xe cho mình luôn, kèn ring theo xe. Đây, đó, anh em nhìn ha, khá là đẹp. Lốp máy nè, rất là sạch sẽ nha. Xe là không có rỉ nhớt hay rò nhớt gì hết nha anh em. Đây, anh em quay cho anh em xem, nó rất là đẹp. Hộp số con này thì 5 số, đây, có ghi. Hộp số con này thì 5 số nha. Đó, 5 số, anh em mình để ý ha. Số 1 phía trước nè. Rồi N là mo nè, 2 3 4 5. Thì anh em hiểu không? Số 1 anh em dậm phía trước. Số 2 anh em móc lên 3 4 5. Rồi anh em cứ móc lên. Rồi khi nào anh em muốn về số thì anh em cứ dậm phía trước thì nó sẽ về số 1, số 2, số 3. Rồi số 5 là về số 4, số 3, số 2, số 1. Trên đồng hồ nó có ghi đầy đủ luôn cho anh em mình luôn, có ghi đầy đủ, xíu nữa em sẽ chỉ cho anh em xem. Đó. Nạp xăng, nước sơn. Xíu nữa em sẽ quay cái đồng hồ và em sẽ chỉ cho anh em xem cái bô số cho anh em đầy đủ anh em. Rồi về phần nhông trên đĩa thì nhông trên đĩa mới, nhông trên đĩa này dĩa bằng nhôm luôn nha, dĩa bằng nhôm luôn anh em. Đó anh em để ý ha, khá là ok, nhông trên dĩa vàng, dĩa bằng nhôm, phục phết đầu nhúng rất là êm. Đó, quay rất là nhẹ nha anh em. Đó, anh em để ý ha, cực kỳ ok. Những do con xe này thì anh em mua về anh em chỉ việc đi thôi. Đó, nước sơn của nó rất là bóng, xi nhan là xi nhan rin hết theo xe. Đó, xe tuyệt đối là không có độ khai chế bất kỳ một cái gì nha, chẳng dựa theo xe, biển số thành phố. Đó, biển số thành phố luôn. Này, bộ rin. Đó. Cái dấu cái vó cái dáng của thằng Sada 150 này rất là đẹp anh em, rất là đẹp luôn. Đó, anh em để ý nha, rất là đẹp. Cái dáng của thằng Sada 150 này hầu như là rất là thích hợp cho nhiều anh em. Hôm lúc trước cũng có rất là nhiều anh em dặn em tìm những dòng xe này á, nhưng mà bên em không có hàng. Thì hôm nay về thôi, thì anh em nhận được video thì anh em liên lạc cho em nha, liên lạc cho em. Đó. Rồi em sẽ gửi hình ảnh thông tin đầy đủ cho anh em xem. Đây anh em nhìn ha, khá là mới luôn. Đó. Kiến hậu là ring theo xe nha anh em, kiến này là kiến ring của thằng Sada 150 luôn. Đó, kiến ring. Đồng hồ thì nó có đồng hồ trên bình xăng luôn. Đây là đồng hồ bố số ha, nó có bố số cho mình đầy đủ, bố xăng km đầy đủ nha. Này anh em để ý, khi anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu. Hiện tại thì em bật thì bấm mo thì nó sẽ hiện bấm mo nha. Em nổ máy nè, em vô số cho anh em xem. Số 1 thì nó sẽ hiện số 1 anh em thấy không? Đó, này. Số 2 này móc lên nè. 2 nè, đó. Số 3 nè, anh em thấy số 3 không? Số 4 nè. Đó, số 5 nè. Đó, anh em thấy không? Nó có hiện số đầy đủ cho mình luôn. Còn khi anh em về số thì anh em việc dậm phía trước thôi. Thì nó sẽ về số đó và xuống nữa số 2. Đó, về nhậm cái số 2 anh em dậm nhẹ cái là số mo. Còn nếu như anh em dậm mạnh thì số 1 thì anh em móc lên là số mo. Trên này thì nó có bố xăng luôn, bố xăng và bố km luôn cho anh em mình luôn. Đó, ổ khóa đồ đầy đủ. Đó, anh em mình để ý nha. Nói trong xe này thì quá tuyệt vời. Còn đây là nút thì cũng giống như mọi xe khác thôi. Đây là nút mở đèn và đây là nút đề. Còn xe Sedan thì nó không có nút tác phụ chỗ này. Anh em mà để ý hả? Không có nút tác phụ màu đỏ chỗ này. Nó chỉ vậy thôi. Rồi, qua bên này thì đây là cái E. Cái E của nó thì anh em đẩy tới phía trước. Còn đây là cốt pha lên và xuống. Và đây là xi nhan trái nè. Xi nhan phải anh em này. Anh em để ý nha. Nhan trái này. Nó xi nhan phải nè. Đó, và dưới này là nút kèn. Đây là nút kèn. Đó, bình thường nha, như mọi xe khác thôi. Kêu rất là lớn anh em, càng ring thì kêu rất là lớn rồi. Đó, tay côn của nó thì ring hết cho anh em. Đồ đạc thì ring hết rất là nhẹ nè. Đó, kiến hậu thì kiến ring theo xe còn khá là mới luôn. Đó, đồng hồ đèn đồ si khá là ok. Đó.
Đây bên này thì anh em nhìn ha, nhìn kỹ nha, rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Lốc máy xa đào đó. Đây bình xăng con mà luôn nguyên ring hết, để em quay kỹ cho anh em xem xăng nha, đó chất lượng nha. Em sao đâu. Đó. Con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 48 triệu. Dòng xe này rất là hiếm, chạy rất là đẹp nha. Kiểu dáng nó cũng rất là thích hợp cho nhiều anh em luôn. Nên anh em nào có cần mua thì nhanh tay liên lạc để chốt giá ha. Rồi, video này thì cũng đã dài rồi, em sẽ ngưng video này và hẹn gặp lại anh em video sau. Đó, chúc toàn thể anh em xem video cuối tuần thật là vui vẻ nha và luôn ủng hộ xe bên Tuấn Mô Tô ha. Nhắc lại địa chỉ cửa hàng bên Tuấn Mô Tô là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Số điện thoại là 0369 669 659. Đó, anh em để ý ha. Biển số nó chín nút luôn anh em. Đó, biển số nó chín nút luôn.